Xin kính chào quý vị. Chúng tôi là bác sĩ Nguyễn Y Đức. Và một lần nữa chúng tôi lại xin mời quý vị trở lại chương trình Sống Vui, Sống Khỏe với chúng tôi. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập tới một cái loại bệnh mà nó có chiều hướng gia tăng ở trong cộng đồng người Việt của chúng ta cũng như ở bên Việt Nam. Thì trước hết chúng tôi xin kể một câu chuyện vui như thế này. Là thưa quý vị, ngày xưa có một ông tiểu phu. Ông ấy cày ở ngoài đồng, cày ruộng ở ngoài đồng. Thế rồi một lúc nào đó ông ấy có nhu cầu gọi là đi tiểu tiện. Thì ông vào cái gốc cây để mà ông làm công việc gọi là loại bỏ cái nước tiểu trong cơ thể của ông ta. Thế thì một lúc sau có mấy đứa trẻ con chăn trâu, nó cũng mót tiểu và nó cũng tới cái gốc cây đó để nó tiểu tiện. Thì có một đứa nó tò mò, nó nhìn xuống dưới đất thì nó thấy rằng thì là cái chỗ bãi nước tiểu của ông tiểu phu kia, nó có rất nhiều những cái con kiến nó bám vào đó và nó reo lên này: chúng mày ơi, nước tiểu ông này có nhiều đường, kiến bu vào. Ông đó cho hay rằng thì là ông đang bị mắc bệnh tiểu đường và hiện thời bây giờ đang điều trị. Thì cái câu chuyện nó nói lên một cái sự việc rằng thì là ở một người mắc bệnh tiểu đường thì nước tiểu nó có rất nhiều đường nằm ở trong đó. Và thưa quý vị, đó là một cái bệnh thường thấy. Thành ra chúng tôi xin đề cập tới ngày hôm nay, tức là bệnh tiểu đường. Tiếng Anh gọi là diabetes. Và tiếng Việt còn gọi là đái tháo đường, tức là cái đường nó nằm ở trên nước tiểu, nó chạy ra ngoài. Tiểu đường là một cái bệnh mà ở trong đó cái đường huyết, tức là cái đường ở trong máu nó lên cao. Cái lý do tại là sao nó lên cao thì quý vị có hai điểm. Thứ nhất là do cái khuyết điểm trong cái việc sản xuất, tức là tạo ra, tái tiết ra, hoặc là khiếm khuyết trong cái tác dụng của một cái chất gọi là chất insulin. Mà cái insulin này đó thì do một cái bộ phận trong cơ thể của chúng ta nó tiết ra là cái tụy tạng, tức là cái pancreas. Và cái insulin này nó có cái nhiệm vụ nó đưa glucose, tức là đường ở trong máu vào trong các tế bào. Mà chúng ta biết là cái đường này đó là cái đường glucose, là nó từ các thực phẩm chứa tinh bột. Thế trong cái trường hợp mà không có insulin thì cái glucose không được dùng để tạo ra năng lượng. Mà chúng tôi nhắc lại là insulin đưa đường từ máu vào trong tế bào. Và nếu không có insulin thì thưa quý vị, cái glucose nó sẽ nằm lại ở trong máu và nó làm cho đường huyết nó lên cao. Cái hình này đó thưa quý vị, nó nói lên một cái điểm rằng thì là nếu mà cơ thể không có insulin, không có insulin, tức là không có cái chìa khóa để mở cái cửa này để cho đường nó đi vào đây, thì thưa quý vị, cái đường ở trong máu nó sẽ lên cao. Và ngược lại, khi mà có insulin thì quý vị, nó sẽ mở cái cửa này và cái đường ở trong máu của chúng ta nó sẽ vào trong cái tế bào để nó tạo ra năng lượng. Thành ra cái đường huyết ở trong máu nó ở cái mức độ vừa phải. Thành ra cái insulin là cái chìa khóa mở để đưa đường vào trong các tế bào. Một cái hình nữa thì thưa quý vị, đây là cái tụy tạng, tức là cái pancreas của chúng ta, nó tiết ra cái insulin. Rồi cái insulin này đó nó sẽ đưa cái glucose vào trong tế bào, nó đi qua cái cửa này, cái cửa này nó mở ra thì nó đưa cái glucose vào trong cái tế bào. Đó là cái trường hợp bình thường. Cái tụy tạng nó bị hư, không có insulin, thành ra cái đường nó vẫn cứ nằm ở ngoài dòng máu chứ nó không vào trong tế bào. Hoặc là trong cái trường hợp thứ hai nữa là có insulin, nhưng mà cái insulin này nó không có công hiệu, thành ra cái đường nó cũng nằm ở ngoài chứ nó không vào trong cái tế bào của chúng ta. Thành ra nói chung là insulin có vai trò quan trọng là đưa đường vào trong tế bào để tạo ra năng lượng. Và nếu không đưa vào thì thưa quý vị, nó sẽ lên cao. Một câu hỏi kế tiếp là bình thường cái đường ở trong
máu của chúng ta nó cao bao nhiêu thì thưa quý vị, bình thường là dưới 110 mg, 110 mg hoặc là 6 mmol. Thì thưa quý vị, cái con số 110 này là cái con số mà chúng tôi xin quý vị nhớ cho là bình thường, là nó dưới 110 mg. Còn trong trường hợp bệnh tiểu đường đó thì nó tăng lên là trên 126 mg, 110 rồi lên tới trên 126 mg. Nói chung thì thưa quý vị, bệnh tiểu đường là một cái bệnh mãn tính, tức là chronic, tức là nó kéo dài. Và hiện nay ở bên Hoa Kỳ có khoảng chừng độ 29 triệu người bị bệnh tiểu đường. Và bệnh tiểu đường cũng là một cái nguyên nhân tử vong thứ 6 sau các bệnh về tim mạch, về ung thư các loại, về tai biến động mạch não, về bệnh phổi, hoặc là do thương tích cá nhân. Người ta chia tiểu đường ra làm hai loại, loại 2 và loại 1. Loại 1 thì khoảng chừng độ 10% và loại 2 là 90%. Chúng tôi xin nói rõ, chúng tôi sẽ nói rõ ở cái điểm này. Thành ra cái loại 2 nó nhiều hơn và loại 1 nó ít hơn. Cái loại 1 đó thì thưa quý vị, là do cái hệ miễn dịch ở trong cơ thể của chúng ta nó hủy hoại những cái tế bào của cái tụy tạng. Và vì thế cho nên cái tụy tạng không còn sản xuất được cái insulin. Và vì thế cho nên người bệnh cần phải bổ sung cái insulin vào trong cơ thể của họ. Và cái loại 1 này đó thì thưa quý vị, nó thường thấy ở trẻ em và thanh thiếu niên. Đây là cái điểm chúng ta cần phải ghi nhớ. Người trưởng thành cũng có, nhưng mà cái tỷ lệ nó nhỏ hơn. Và vì bị hủy hoại cái tụy tạng cho nên không còn có cách nào để phòng ngừa cái loại 1 này. Phòng ngừa tức là tránh không cho cái trường hợp đó nó xảy ra. Thành ra thưa quý vị, cái loại 1 là cái loại mà thường thấy ở trẻ em, mà trong đó cái tụy tạng không còn sản xuất được insulin nữa. Cái loại thứ hai là thường thường chúng ta thấy ở những người trưởng thành 40-50 tuổi trở lên, và nó khoảng từ 90-95%. Thế thì trong cái trường hợp này nó có một cái điểm khác biệt là cơ thể có insulin nhưng mà cái tế bào nó không sử dụng được cái insulin. Có insulin nằm ở đó nhưng mà tế bào không sử dụng được nó. Thành ra cái đường vẫn không đưa được vào trong tế bào. Hoặc là cái tụy tạng không sản xuất đủ insulin cho cái nhu cầu của cơ thể. Bệnh thường có ở những người lớn tuổi, ở những người mập phì, ở những người có gia đình bị tiểu đường và những người không chịu vận động cơ thể. Thưa quý vị, đây là cái tụy tạng của chúng ta, làm cái bộ phận nó nằm ở ngang lưng của chúng ta. Thưa quý vị, cái bệnh tiểu đường nó có thể đưa tới một số những cái hậu quả rất là trầm trọng mà chúng ta sẽ nói tới, và nó có thể đưa tới tử vong. Nhưng mà với cái điều trị thì thưa quý vị, bệnh có thể kiểm soát được và có thể giảm thiểu được tất cả những cái biến chứng trầm trọng của bệnh tiểu đường. Ở trong cái hình này thì chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, đây là cái điểm căn bản mà chúng ta cần phải nhớ. Ở một người bình thường đó thì thưa quý vị, cái tụy tạng nó tiết ra cái insulin. Nó tiết ra cái insulin. Rồi insulin nó đi vào trong những cái tế bào, rồi nó lấy thu hút cái đường glucose vào trong cái tế bào để tạo ra cái năng lượng. Đó là trường hợp bình thường. Thành ra ở ngoài đó, ở máu thì cái lượng đường glucose nó có rất ít. Ngược lại, ở trong cái loại 1, tức là cái loại cái tụy tạng nó không tiết ra được cái insulin nữa. Không tiết ra được insulin. Thành ra thưa quý vị, cái tế bào của chúng ta không nhận được cái insulin, cũng không nhận được cái đường glucose, cho nên nó lởn vởn rất nhiều ở trong cái dòng máu của chúng ta. Thành ra cái đường huyết nó lên cao. Và cái type 2, tức là cái loại 2, là nó cũng có cái insulin nhưng mà cơ thể của chúng ta nó không sử dụng được cái insulin này. Cơ thể không sử dụng được insulin này, cho nên cái đường nó cũng vẫn lởn vởn ở trong cái dòng máu của chúng ta và nó lên rất cao. Thành ra với những cái hình này thì quý vị thấy rõ rằng ở loại bình thường, tế bào sử dụng cái glucose nhờ insulin. Ở loại 2 không có insulin và loại 3 là insulin không được sử dụng.
Và chúng tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa là sau khi ăn thì thường thường là cái đường huyết của mình nó lên cao. Sau khi ăn chừng là 2 giờ đồng hồ thì cái đường huyết của mình nó lên cao. Rồi trong cái trường hợp đó thì cái tụy tạng nó tự động nó tiết ra cái insulin để nó mang cái đường xuống thấp, tức là đưa vào trong các tế bào. Và đồng thời cái insulin đó nó cũng chuyển cái glucose thành một cái chất dự trữ ở trong gan. Và khi nào cái đường huyết nó xuống thấp thì cái tụy tạng tự động giảm cái sự sản xuất của insulin. Thì như quý vị thấy, tạo hóa đã tạo ra trong cơ thể của chúng ta một cái cơ chế gọi là tự điều chỉnh lại rất là hữu hiệu, thưa quý vị. Thế trong cái trường hợp mà người bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường thì tụy tạng tiết ra ít insulin hoặc là cơ thể không sử dụng được cái insulin đó, và vì thế cho nên máu nó cứ lẩn, cái glucose nó cứ lẩn vẩn ở trong máu, và vì thế cho nên cái lượng đường glucose nó lên cao. Và khi nó lên cao như vậy thì thưa quý vị, nó phải tìm đường để nó ra khỏi cơ thể bằng cách là bằng cách là đi tiểu. Thế thường thường những ai hay bị bệnh tiểu đường thì như chúng tôi đã trình bày bên trên, thanh thiếu niên thường thường hay bị cái loại 1, và loại 2 là những người trên 40 tuổi mập phì có tiền sử bệnh tiểu đường ở trong gia đình, cũng như là cao huyết áp hoặc là ít vận động cơ thể. Cái dấu hiệu thì thưa quý vị, có nhiều trường hợp cái dấu hiệu của bệnh tiểu đường nó không rõ ràng cho lắm. Thế thường thường thì thưa quý vị, bệnh nhân cảm thấy đi tiểu nhiều lần trong ngày và có rất nhiều nước tiểu. Bệnh nhân khát nước và uống rất nhiều nước. Bệnh nhân đói và ăn rất nhiều, nhưng mà thưa quý vị lại mất cân. Đây là những cái dấu hiệu thường gặp. Thứ nhất là bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi. Thứ hai là có những cái vết thương ở trên da nó lâu lành. Và thứ ba, cảm thấy mờ cái mắt. Và thứ tư, khát nước, uống nước rất là nhiều, ăn nhiều nhưng mà lại sút cân. Và một cái điểm nữa thưa quý vị, đó là cái rối loạn về sex. Vâng, bàn chân bàn tay cảm thấy tê, và ở người phụ nữ thì hay bị nhiễm trùng cái đường tiểu điện, tiểu tiện. Bệnh nhân đói, ăn rất nhiều, và thưa quý vị, đi tiểu rất nhiều, tiểu nhiều, uống nước nhiều, ăn nhiều nhưng mà lại vẫn xuống cân, và vết thương lâu lành, cũng như là có những cái trường hợp tê chân tê tay và rối loạn về sex. Chúng tôi xin giải thích thêm một chút xíu nữa. Khi mà cái đường huyết ở trong máu của mình nó lên cao thì tất nhiên nó phải tìm đường để ra ngoài bằng cách nào? Bằng cách là đi tiểu. Là tại vì nếu nó tích tụ cao quá ở trong cơ thể của chúng ta thì nó sẽ gây ra những tổn thương cho cơ thể của chúng ta. Thế mà khi nước tiểu nó đi ra ngoài đó thì chúng ta cần phải uống nhiều nước để mà đưa cái đường nó ra ngoài. Và khi uống nhiều nước đó và cái nước tiểu nó ra ngoài nhiều, tất nhiên thì chúng ta khát nước và chúng ta phải uống nhiều cái nước vào trong cơ thể để tránh cái trường hợp khô nước. Và chúng tôi xin nhắc lại là cái đường huyết bình thường là 50 cho tới 100 mg. Và khi mà chúng ta thử máu mà cái mức độ đường huyết là trên 126 thì thưa quý vị, trong trường hợp đó là bị mắc bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường nó có thể đưa tới một số những cái biến chứng và những cái hậu quả trầm trọng về mắt. Có rất nhiều người bị khiếm thị vì vấn đề biến chứng của tiểu đường. Có thể là răng lợi cũng bị hư hao, đặc biệt là thưa quý vị, khi trái tim nó bị ảnh hưởng, nhiều người bị suy tim, và cái thận là một cái bộ phận thường bị suy nhiều hơn cả. Vì thế cho nên đa số những cái người mà gọi là lọc máu đó thưa quý vị, là đều là hậu quả của cái bệnh tiểu đường. Về cơ quan sinh dục, rối loạn về sinh dục cũng có, mạch máu cũng bị tổn thương, hệ thần kinh cũng bị tổn thương, và cái bàn chân thì thường thường là hay có nhiều rối loạn, mất cảm giác cũng như là bị loét. Thành ra đây là những cái hậu quả của bệnh tiểu đường, và nhấn mạnh là ở mắt, ở tim, ở thận và ở thần kinh ngoại vi. Bây giờ làm thế nào để có thể giảm cái nguy cơ của bệnh tiểu đường, tức là cái risk, cái nguy cơ của bệnh tiểu đường, thì thưa quý vị, cái loại 1 không cách phòng ngừa là tại vì thường thường là do những cái virus hoặc là do cái nguyên nhân nào đó mà hiện thời bây giờ người ta chưa biết rõ. Nhưng mà loại 2 là cái loại ở người lớn thì thưa quý vị, có thể phòng tránh hay là giảm cái nguy cơ bằng cách là tránh mập phì. Đó là cái điểm thứ nhất quan trọng mà chúng ta cần phải làm. Và thứ hai, có một cái nếp sống lành mạnh, không lạm dụng rượu hoặc là những cái thuốc cấm. Và thứ ba, dinh dưỡng tốt, giảm chất béo động vật.
và một cái điểm quan hệ là vận động cơ thể, và cuối cùng một cái điểm quan hệ hơn nữa tức là chúng ta phải hiểu rõ cái bệnh nó như thế nào, tiến triển ra làm sao, hậu quả như thế nào, mà chúng ta biết về bệnh thì chúng ta có thể phòng được cái bệnh đó. Còn nói đến điều trị thì thưa quý vị, cái căn bản của vấn đề điều trị là ở vấn đề ăn uống, dinh dưỡng của chúng ta. Thứ hai là trích insulin và dùng những cái loại thuốc viên để hạ cái đường huyết trong cơ thể của chúng ta. Loại 1 là cái loại ở trẻ em thì thưa quý vị, cần nhất là phải bổ sung cái insulin thiếu cho các cháu, rồi vận động cơ thể, rồi điều chỉnh trong cái vấn đề dinh dưỡng. Trong cái đó thì cái loại 2 đó thưa quý vị, cái vấn đề giảm cân, dinh dưỡng, vận động cơ thể là những cái phương thức hữu hiệu để mà điều trị cái bệnh. Rồi sau đó nếu mà không kiểm soát được bằng những cái phương thức giảm cân, dinh dưỡng, vận động thì bây giờ mới sử dụng đến cái thuốc viên, hoặc là nếu cần thì lúc đó mới sử dụng đến cái insulin. Cái hình ảnh này cho thấy rằng khi đường thấp đó, thì thưa quý vị, trong trường hợp đó thì chúng ta phải chữa với đường, tức là phải tăng cường hay cho thêm cái đường cho bệnh nhân, và khi đường cao thì phải chữa bằng insulin. Chắc quý vị cũng có quen thuộc với những cái máy bơm insulin. Máy bơm này nó sẽ đưa vào trong cơ thể một lượng insulin khi nào mà nó cần, hoặc là trích insulin. Cái vấn đề trích insulin cũng quan hệ, quý vị cũng cần phải biết rõ cách trích như thế nào, và nó có những cái nấc thang để chúng ta trích ở trên bụng từng điểm, từng điểm, từng điểm một. Và chúng ta cũng có những thuốc để hạ cái đường huyết xuống. Thế trong cái vấn đề dinh dưỡng thì đây là một cái thắc mắc của nhiều người. Thì thưa quý vị, chúng ta vẫn ăn như bình thường với cái lượng carbohydrate, tức là chất tinh bột, cơm, gạo là 60%, chất béo là 30%, chất đạm là 20%. Và chúng ta nên chia bữa ăn ra làm nhiều phần khác nhau. Thí dụ như buổi sáng có thể là 20%, buổi trưa có thể là 30%, buổi chiều 30% và tối 20%, cái số lượng thực phẩm mà chúng ta định ăn ở trong ngày đó. Vấn đề quan hệ là giảm chất béo động vật và ăn nhiều chất xơ, đầy đủ sinh tố, giới hạn muối, rượu, đường. Đây là cái hình ảnh của cái sự dinh dưỡng cần những món ăn như thế nào. Và đây là cái tháp dinh dưỡng: cơm, mì, trái cây, thịt, cá, giới hạn chút xíu chất béo, chất đường, giới hạn chút xíu sữa có thể uống được, rau có thể dùng một cách tự do. Một cái điểm quan hệ ở những người mắc bệnh tiểu đường là cần phải theo dõi cái đường huyết ở nhà, rồi đo cái huyết áp của mình, và thường xuyên khám cái bàn chân để coi xem có những cái thương tích gì trong đó không. Khám mắt hàng năm là tại vì có thể đưa tới trường hợp khuyến thị, khiếm thị, cũng như là trong trường hợp nó phải đo cái cholesterol ở trong máu. Thì cách thức đo đường huyết thì chắc quý vị cũng biết rõ, nhưng mà chúng tôi xin nhắc lại một điểm thế này, là sau khi đo quý vị nên ghi rõ cái thời gian đo và cái số lượng hay kết quả của cái sự đo đó, để ngày hôm sau mình có thể so sánh, rồi mình tùy theo cái đó mà mình dù gì cái số lượng mà thuốc mà chúng ta đang sử dụng, tạo ra một cái nếp sống lành mạnh, vận động cơ thể, và nhớ mang cái thẻ bệnh tiểu đường để làm gì, để có những cái trường hợp cấp cứu người ta biết rằng thì là mình mắc bệnh tiểu đường và người ta có thể giúp điều trị cái cơ thể của mình. Và quan hệ cũng quan hệ là nên tham dự các lớp hướng dẫn về tiểu đường, là tại vì có nhiều cái group, có nhiều cái nhóm hướng dẫn để chúng ta biết bệnh. Nếu chúng ta biết bệnh thì chúng ta có thể phòng ngừa và chúng ta có thể mà gọi là điều trị một cách hữu hiệu hơn. Khám mắt là một cái vấn đề rất là quan hệ thưa quý vị, khám bàn chân. Và nhớ hàng năm ở bên Mỹ thì nó có một cái tháng để mà nhắc nhở chúng ta tìm hiểu nhiều hơn nữa về cái bệnh tiểu đường. Đây là những cái dấu hiệu của đường huyết thấp, thí dụ là run rẩy, đổ mồ hôi, rồi là yếu trong người, thì trong trường hợp này đã chắc là quý vị cũng cần phải uống thêm một chút xíu đường. Sau đây thì chúng tôi xin kể ra một số những cái ngộ nhận về vấn đề bệnh tiểu đường để quý vị có thể theo dõi. Thứ nhất là có người nói rằng thật là bệnh tiểu đường có thể lây lan, tức là lan từ người này sang người khác. Thì thưa quý vị, cái điểm đó là không đúng. Bệnh tiểu đường là một cái rối loạn sản xuất insulin, không thể nào lan sang cho người khác được. Và thứ hai thì cũng có nhiều người nói rằng thì là bệnh tiểu đường có thể chữa dứt được. Thì thưa quý vị, đây là một cái bệnh mãn tính, nó kéo dài suốt đời, nhưng mà chúng ta có thể kiểm soát được bằng thể dục,
bằng dược phẩm, bằng insulin. Và cũng có nhiều người nói rằng thì là ăn nhiều đường thì đưa tới bệnh tiểu đường, thì thưa quý vị, cái điểm nó không đúng. Tiểu đường là một bệnh di truyền, hoặc là do mập phì, hoặc là do môi trường, chứ không phải rằng thì là tại vì ăn nhiều đường. Và cũng có nhiều người nói rằng không được ăn đường hoặc là sô cô la, thì thưa quý vị, chúng ta có thể sử dụng vừa phải, nhưng phải kết hợp với những cái món ăn mà chúng ta sử dụng. Và cũng có người nói rằng phải giảm thiểu cái tinh bột, nhưng mà thưa quý vị, chúng ta vẫn cái giữ theo một cái tỷ lệ được hướng dẫn. Và cũng có nhiều người nói rằng thì là người mắc bệnh tiểu đường phải ăn một cái chế độ dinh dưỡng riêng, thì thưa quý vị, không cần thiết cái chuyện đó, mà chúng ta vẫn có thể ăn cơm chung với gia đình, và trong đó chúng ta để ý giới hạn một số những cái thực phẩm như chúng tôi đã nói nhiều chân ở trên. Ở trong trái cây thì thưa quý vị, cái tinh bột nó có nhiều, nhưng mà cái tinh bột ở trong đó tương đối nó cũng lành đối với cơ thể của chúng ta, thành ra có thể sử dụng được. Bệnh tiểu đường có thể kiểm soát được, tất nhiên là không trị dứt được. Và có những cái trường hợp mà nói rằng thì là tôi chỉ hơi bị tiểu đường thôi, thì thưa quý vị, không có cái trường hợp gọi là hơi bị tiểu đường, bị tiểu đường hay là không. Và cũng có những cái ngộ nhận cho rằng thì là trẻ em bị bệnh tiểu đường thì lớn lên sẽ khỏi, thì thưa quý vị, cái điểm này không đúng, là tại vì trong cơ thể của các cháu cái tụy tạng đã bị hủy hoại, cho nên nó không sản xuất được insulin, thành cái bệnh nó có suốt đời. Và cũng có người nói rằng nếu tôi vận động cơ thể đều đặn khỏe mạnh thì không bị tiểu đường, thì thưa quý vị, cái điểm này cũng không đúng, là tại vì rằng thì là có những cái dấu hiệu về tiểu đường nó không rõ ràng cho lắm, và chúng ta phải xét nghiệm thì mới biết rõ được. Và một cái ngộ nhận khác là tuyệt đối không được uống rượu, thì thưa quý vị, chúng ta cũng có thể uống một chút xíu và mỗi bữa ăn không sao cả. Và cũng có người cho hay là sợ rằng bị bệnh tiểu đường thì sẽ bị mù, thì thưa quý vị, cũng chỉ có một số người chứ không phải tất cả. Nếu mà những người đó không giữ cái mức độ đường huyết ở cái mức bình thường, thì thưa quý vị, có thể có đưa tới khả năng bị khiếm thị. Và một cái điểm là thưa quý vị, trong một ngày đó thì cái lượng đường huyết nó thay đổi sáng, trưa, chiều về sau bữa ăn, chứ nó không có nằm ở một cái vị trí mà gọi là nhất định. Và cũng có người nói rằng thì là cái tiểu đường loại 2 nhẹ hơn loại 1, thì thưa quý vị, hai cái nó đều trầm trọng như nhau nếu chúng ta không điều trị. Nói chung thì thưa quý vị thính giả, bệnh tiểu đường là một cái bệnh mãn tính không trị dứt được. Thế tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể kiểm soát cái bệnh tiểu đường bằng những cái phương pháp như là dinh dưỡng, như là vận động cơ thể, như là sử dụng các loại thuốc để mà mang cái đường huyết trở lại bình thường. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại rằng tiểu đường là nguyên nhân số 1 của bệnh suy thận ở bên nước Mỹ, và nó là cái nguyên nhân chính đưa ra cái bệnh tim và bệnh stroke, và nó là cái nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ 6 ở bên Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì chúng ta có thể kiểm soát được bệnh tiểu đường bằng một cái nếp sống lành mạnh, bằng một sự dinh dưỡng đúng cách, bằng sự vận động cơ thể đều đặn, và dùng dược phẩm theo đúng chỉ dẫn, và quan hệ hơn cả là hiểu biết cặn kẽ về bệnh. Chúng tôi xin chào tạm biệt, chia tay với quý vị thính giả, và chúng tôi mong rằng thì là với những kiến thức mà quý vị vừa nhận được thì chúng ta có thể giảm thiểu cái sự xuất hiện bệnh tiểu đường là một cái bệnh khá trầm trọng và nó có thể gây ra một số những cái biến chứng chính. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một sức khỏe bình thường và thân tâm thường an lạc. Xin kính chào quý vị.